70 năm về trước, chứng kiến đất nước bị thực dân Pháp xâm lược, lớp lớp thế hệ người Việt Nam nói chung và người dân đất tổ nói riêng đã tình nguyện lên đường tham gia chiến dịch. Ở tuổi 18 đôi mươi đẹp nhất của cuộc đời, họ đã đi chiến đấu quả cảm, không hề run sợ trước kẻ thù. Giờ đây, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa đều đã ở tuổi xưa nay hiếm. Nhưng mỗi lần nhắc tới chiến thắng oanh liệt, ngày 7 tháng 5 năm 1954, họ lại như sống dậy tuổi trẻ hào hùng của một thời hoa lửa. Giặc là nó hoành hành ghê lắm, nó kiểm soát. Thế là cứ đêm là ngày, mà ngày lại nghỉ. Nếu mà sợ thì có làm được cái việc gì. Tất cả bộ đội nói chung và dân công biết lúc khi thế nó vui lắm, không nghĩ gì cứ chết như thế cả, nói đi đâu là đi và làm gì thì làm đến nơi đến chốn. Lúc đó thì không có ai sợ gì cả, các anh dân công hỏa tuyến, dân công xe thồ đều trên đường đi vừa cười vừa hò vừa hát, và chúng tôi cũng vừa cười vừa hát vừa làm đường. Dưng dưng xúc động và tự hào, đó là cảm xúc của chiến sĩ Điện Biên năm xưa khi cầm trên tay kỷ vật vô giá, huy hiệu chiến sĩ Điện Biên Phủ được ông Phùng Xuân Lộc cất giữ trong 70 năm qua. Năm 1954, chàng thanh niên người Mường khi đó vừa tròn 20 tuổi. Trên đường hành quân, ông cùng các anh nuôi không quản ngại khó khăn, gánh nặng, đào bếp, nấu cơm để anh em chiến sĩ có cơm ăn nước uống kịp thời. Trước khi vào bộ đội ấy, thì huấn luyện tân binh ở ngoài Cẩm Khê, ở huyện Thanh Ba, xong có 2 tháng huấn luyện thôi, xong là bắt đầu đi chiến dịch, đi bắt đầu từ Cẩm Khê vào huyện Yên Lập mình, lấy gạo về cứ hành quân qua Yên Lập lên đằng xuống Châu, lên Thu Cúc, chèo đèo Con. Lên đường nhập ngũ khi vừa 18 tuổi, chàng thanh niên quê Cẩm Khê, khi đó hừng hực khí thế, quyết tâm thắng giặc trở về. Ba là dân công hỏa tuyến, từ ngã ba Tôn Giáo vào để mặt trận. Câu chuyện của đôi vợ chồng già vẫn luôn là ký ức những ngày trực tiếp tham gia chiến đấu của ông. Như bao người con quê hương đất tổ ngày đó, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Lê Xuân Trường vác ba lô ra chiến trận. May mắn trở về sau chiến tranh, những ký ức của 70 năm về trước vẫn theo ông suốt cả cuộc đời. Họ cùng chung ý chí quyết tâm, gan không ngứng, chí không mòn. Những bước chân ngày ấy xông pha nơi chiến trường, giờ chậm rãi trong đời thường, bình yên bên gia đình. Làm suốt ngày đêm, dồn dập lên, mà tưng bừng lắm. Thế mà nhất là cái phút mà tôi làm vào thì là quyết liệt lắm. Đông vui lắm, nhưng mà cũng là lúc đó là cái quyết tâm của mọi người để giành cái thắng lợi cho chiến dịch. Không sợ gì cả. Đấy, đằng sau thì khẩu súng, đằng trước thì cái bản đồ đúc ở túi. Có khi là đi đêm, đi ngày, đấy, để kịp thời giao cho các đơn vị bộ binh, người ta đào hầm, đào hào để chuẩn bị chiến dịch. 70 năm sau, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa giờ cũng đã ở tuổi xưa nay hiếm. Những đóng góp hy sinh, ý chí quật cường, công lao to lớn của họ mãi được khắc ghi trong trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Trong chiến thắng lịch sử này, quân và dân đất tổ luôn tự hào vì đã có đóng góp không nhỏ vào thắng lợi trên mảnh đất nơi địa đầu, phên dậu của Tổ quốc.